cùng ông để mà tìm hết rồi cô bác, và khảo sát hết rồi. Chỗ này thì có vẻ như là dốc quá là không có làm được đâu ông nhỉ. Hôm qua thì cháu có hỏi là có một anh ở bên kia, thì anh cũng có bảo là bên kia có một cái miếng đất. Đấy, có một cái miếng đất thì cháu muốn cùng ông để mà đi xem là cái chỗ đấy liệu thì là có tiện với ông không. Nhưng mà thưa cô bác ạ, cháu được xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thân nhân vui trong cuộc sống. Ông gửi một lời chào tới các bác không nhá. Chào các bác, các chị nhá. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là cùng ông để mà đi xem đất của bác ạ. Cháu Lực cũng có trong thời gian vừa rồi thì những cái lúc mà cháu Lực không ghi hình nhá các bác, thì cháu Lực cũng đã liên hệ là người này với người kia để mà tìm cho ông một miếng đất. Bây giờ thì cháu Lực sẽ lại cùng ông tiếp tục là đi ra bên kia để mà xem cái miếng đất, thì xem là liệu là khi mà cháu Lực chia sẻ lên thì ý kiến của các bác, cô chú, anh chị ở trên kênh thì sẽ nhận xét như thế nào, và xem là liệu cái miếng đất đấy thì có mua được với giá hợp lý để mà làm nhà cho ông không các bác. Bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi ông đi xem đất của bác nhá. Ông đi trước đi ông. Có vẻ như là giờ này là các bạn nhỏ đi học về cũng khá là nhiều rồi các bác. Hầu như là đa số là các bạn nhỏ là đều đi bộ về được các bác. Kèm theo là có thêm là mấy bạn lớn lớn nó đi cùng. Những cái khu này thì là cháu Lực cũng đã tự ông bảo với cháu Lực rằng là ở khu này là tiện với ông là nhiều nhất ông nhỉ? Vâng, cũng phải tiện. Vâng. Còn đi ra phần phía xa bên kia thì nó lại xa cái chỗ đất của nhà ông quá các bác ạ, xa cái chỗ nhà cũ ấy. Mạnh thì đi học thì vẫn đã nghỉ chưa ông? Đã nghỉ rồi, bọn khi nghỉ về đây là cùng lứa với lại đội kia đúng không? Vâng, đúng rồi. Vâng. Chỗ này thì cái đất rừng này các bác này thì là chỗ này thì dốc quá, thành ra là không có mua được. Hôm nọ thì cháu Lực cũng có ghi hình là một cái thước phim ở trên này ấy các bác, là hai tập phim về hỏi đất ấy, nhưng mà không ai thấy giá cả rất là cao, và để mà làm được nhà ở đây thì cũng phải mất một cái khoản chi phí rất là lớn thì mới làm được ông ạ. Vâng. Đấy. Và thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng có đọc được rất là nhiều những cái ý kiến của cô bác bình luận ở trên kênh, thì nói với cháu Lực rằng là nên tìm đất cho ông sớm để mà làm nhà đấy các bác. Nhưng mà bây giờ thì cái khoảng thời gian vừa rồi hai ông cháu cũng đã sống trong một cái ngôi nhà bé bên kia là rất là lâu rồi đấy, tuy nhiên thì là việc mua đất với lại làm nhà thì không thể mà vội được, phải từ từ. Hôm nọ thì là ở phần phía bên này cô bác này, cái chiều ngang của cái mảnh đất bên này là 11 mét, còn cái chiều sâu của nó là 14 mét, nhưng mà dốc quá nên là không có làm nhà được. Nhưng mà làm nhà thì phải mất một cái khoản chi phí rất là cao thì mới làm được. Ôi, em chào anh Lý nhá. Là ở phần phía bên này à anh? Em đeo cho anh cái mic. Nhưng mà chỗ này cũng có vẻ là cũng hơi dốc đi anh. Dốc vẫn dốc. Chỗ này thì cái bề ngang của nó thì được tầm bao nhiêu anh? Bề ngang tầm 5 mét thôi. Bề ngang tầm 5 mét à? Thế là bề sâu là đến chỗ mà vườn cái sắn kia đúng không? Vâng. Nhưng mà cái bà này có bảo ở dưới này trên bếp mâm non này, cái chỗ bên kia bằng hơn. Cái chỗ kia thì là hôm nọ thì em cũng hỏi ở bên chính quyền xã rồi, nhưng mà người ta đấy đất đấy là đất của bên trường. Bên trường thì ra là mới không có tiến hành vào để mà xem. Còn ở chỗ này thì bà là bảo đất của bà rồi, nhưng mà dốc quá anh ạ, chỗ này tí nữa thì bạn em cameraman rơi rồi các bác, dốc quá các bác ạ, thành ra là cũng được rất là nhiều ý kiến của các bác, thì là chỗ này bảo là nếu mà làm nhà thì một cái khoản kinh phí rất là cao. Đúng rồi. Thế là bán là cả cái ngôi nhà hay là nguyên đất thôi anh? Không, chủ bảo là nếu mà
mua cho ông thì ông chủ thêm cột thêm làm nhà mới cho, làm cả một làm mới nhà mới hết, ông chỉ có biết ra ôm chăn về mang nồi niêng về, Là nồi niêng vào làm cho cả nhà, đấy. nhưng mà làm nhà này thì là bây giờ thì làm muốn làm cả nhà có gạch đấy. Làm nhà gạch thì làm sao mà làm được anh? Làm nhà kia cũng được Đó. thì làm nhà kia được. Thế là nếu mà anh chú kia bán là bán cả cái chỗ này à? Vâng, Thế nhưng mà hôm qua hôm kia ở nhà em mà lúc gọi điện ấy. chỗ này thì là bề ngang của nó là được tầm 5 mét rồi anh, chiều 5 ngang của mét, nó ấy. 5 mét. Cái Thì thằng đấy, thằng trả thằng sáu bây đi giờ từ à? sáng nay đến đây đi Đến thôi. đây thôi á? Vâng, trước trước con lấy mua với ba mà. Vâng. 5 mét, 6 mét, 6 mét. Chỗ này thì là đứa dốc ở bên kia một chút cô bác. Ông có nhìn thấy là chỗ này là dốc hơn không? Bằng hơn tí mà. Bằng hơn một tí à? Đẹp quá. Hẹp quá. Chứ là lúc làm chạy xây nếu mà gì Năm có nghĩa hơn một cây gì không 5 có mét nước thì nữa. lại đấy Lúc này mà nữ hẹp mới lắm thì nó này à, mới chỉ lấy già mới lắc tao có phải nữ sơn nữ gì mẹ gì mẹ già. này này 6 mét là sao cho hóc chẳng đấy mà rộng đấy nếu mà làm Quá được là á, nữ dân mới khẩm bên thái à. Lúc làm chạy xây về nè. nhưng mà nếu mà làm thì các bác các ông nhà hảo tâm cho làm nhà xây thôi nhỉ. Vâng, chỉ đồng ý là xây thôi. Chứ còn bây giờ làm nhà sàn thì nó được vài năm nữa thì nó lại hỏng rồi. Vâng. Thế cái nhà này thì bây giờ là anh ấy là muốn bán là gọi là cả nhà luôn á. Gọi điện cho xem, hỏi xem nào. Anh thử anh gọi luôn thế này. Vâng. Lúc làm chơi xây đấy dù hiên lô nó mới sắc hào trên phạt các thứ còn ngay Ta nghe thì sướng. mà cần hóa căng thì chỉ lại phí á. Anh có nick Facebook à? Có. Anh có số điện thoại không? Có. Hay là anh dùng số điện thoại gọi? Nhầm số mấy. Tổ máy quý khách vừa Ủa? gọi không được. Không đúng. Nhiều quá rồi. Quên. 097 097 257 257 0914 0914. Anh tên tên gì anh? Thương. Anh Thương à? Nhà anh Thương là ở tận đâu anh? Dưới này. Ở dưới Nhưng đây mà à? bây giờ đi làm ở hôm kia và đi hôm nay gạt ở dưới xôi rồi. Thế là làm thế xuôi à? Vâng. Không biết là giờ này có phải giờ anh đang làm không nhỉ? Nhưng mà gọi điện cũng nghe mà. Hầu như là cái khu từ đây ra bên kia thì không có ai bán đất mấy. Không có đâu. Chứ. Của bà này có nhiều nhưng mà bà không bán đâu. Bà thì có nhiều nhưng mà Anh hãy vui lòng để lại lời nhắn bà bán sau. chỗ dốc quá nên là anh không nghe. Thương chưa này hốc sáng thuốc mà nhé. Đây chơi lên. Thế bao mất rồi anh ạ? Chưa nghe. Chuồng. Nếu mà lấy mỗi chỗ đất cũng được mà. Cái một cái đất nếu mà bây giờ thì lấy cái đất thôi nếu mà làm ấy thì không biết là cái chiều bây giờ phải xem chiều sâu của nó là tầm bao nhiêu ấy. Chiều sâu của nó thì ông nội em đo từ đây xuống kia là nó là 14 mét thì chắc là đây xuống đấy từ tầm đến đến cái thửa sắt to to kia đúng không ạ? Không biết nhưng mà Nghĩa là hỏi bà mới biết. Bà cái tàu thẳng bay đây chủ thằng thằng ra ba thì tao mới chuông thằng à thì tao mới chuông phần chỗ thằng chuông phần giá chuông chỗ thì tao mới chuông phần chỗ cái đầm đầm mới chuông thì vẫn được ở đấy. À. Cái chỗ này vẫn chiều sâu cũng có tầm khoảng 10 mét đấy, chiều sâu chắc được tầm 12 mét. Chuông chồng lại tiến tàu thằng chồng tốt tiến tàu 12 mét thằng Hà đây tôi khuyên đi. Thế là chắc cái này nó cũng rơi vào tầm độ là 12 mét thôi. 12 mét. Chiều rộng thì 6 mét nhỉ. Chiều rộng là tầm 6 mét. vừa rồi anh bảo là 6 mét. Này hôm nọ anh ấy, hôm nọ anh ấy bảo là thưa cô bác vừa rồi thì cùng anh Lì nói về cái mức giá mà anh là muốn đưa ra thì nếu mà bây giờ là anh muốn bán là tầm gọi là từ chỗ này đi xuống cái kia là độ tầm bao nhiêu anh? Nước tẩy cho là.
đấy là chiều chiều dòng dòng thì 6 mét thôi. Đúng rồi. Chiều, chiều sâu thì 12 mét. Đây chứ mẹ ơn. Ủa lấy cáo làm các quay vào còn răng phóng ướp ở còn đấy còn cái xăng sắp bắt đầu phóng về tư hô giấy tờ để nào đấy bạn đây còn phóng tư lạc. Nhưng mà trước hôm nọ ông chủ bảo bây giờ những tính làm nhà bê tông nhà xây bây giờ nếu mà làm thì em làm mà bằng nhà xây thôi anh ạ. Xây còn là như làm nhà bằng gỗ này thì nó cũng để độ tầm độ là vài năm thôi là nó lại hỏng mất rồi. Đúng. Muốn cho nó chắc thì mình phải dùng cái đất à cái gỗ nó xịn thì mới làm được. Như tình hình các bác Long Hào Tâm như nào thì em tính xem, nhưng mà chỗ này ở được thì lấy cái này chỗ ong thôi, ong vẫn khổ vẫn nghèo khổ rồi, khó khăn rồi. Và nhưng mà bây giờ thì phải xem giá cả để xem nó hợp thì mới lấy được anh ạ. Ừ. Giờ hai lịch thì từng máy từng ấn ấy. Từng hốc từng ấn đến nào luôn phải ta đi 150 á. Ừ. Để ra không máy chung. Thưa các bác, anh thì là muốn bán cả nhà và anh sẽ làm lại cho. Nhưng mà để một mức giá cũng rất là cao, tầm là 150 triệu. Cái đấy thì tính là nếu mà mua thì mua đất thì làm nhà xây thôi. Cái này cũng có gió chỗ này. Đúng rồi, chỗ này thì là nhìn thấy nó cũng rất là thoáng rồi các bác ạ. Bây giờ thì về cái phần là đường điện mọi cái thì là ở ngay đây thôi, còn đường nước nữa thôi. Đường nước thì chắc là ở chỗ này thì cũng hơi khó khăn đấy anh nhỉ. Uống nhờ nhà ông bà này thôi. Uống nhờ nhà ông bà á? Ừ. Đi xét rồi được mà. Wow. Ở đây chỉ có nuôi một con, chắc là nuôi một con lợn, một hai con lợn thôi. Chỗ này là bây giờ nuôi chẳng hạn sao ông ở này đi. Nếu chiều cái nào vẫn chiều năm mà chỉ lên đây chứ mẹ. Còn mấy ít số thì đi cái nào vậy? Đấy. Hả, lấy con đại này bảo là ai ít số thọ khẩm nào cơ. Còn giang hả, lúc tôi đuổi cô đấy phải xây bằng nang thọ tuấn nó phải xây bằng. Bà chủ đất mà trước tới lực hỏi của bác thì cũng rất là quý anh, quý ông đấy, nhưng mà cho nên là nếu mà bảo là làm nhà ở đây thì vẫn cho nước ông uống thoải mái đấy, nhưng mà tuy nhiên là bây giờ là vẫn còn phải là xem xét đã cô bác ạ, thì mới đưa ra được cái phương án để mà quyết định là mua đất cho ông. Đấy, cũng có rất là nhiều các bác ở trên kênh cũng có nói rằng là nên cho cháu Lực là về cái việc mà đi tìm đất cho ông thì là nhanh chóng. Đấy, thì thật sự ra để mà tìm với các bác cái đất từ đây sang bên kia thì là bây giờ nó là thuộc một dạng là cái đường khác, người ta quy hoạch cái con đường này các bác này có thể là tầm 2 năm về trước thôi, đất này nó là một giá khác đấy, nhưng mà sau khi mà con đường này được nâng cấp rồi thì nó lại một cái giá khác nữa, cũng rất là khó nói các bác ạ. Đường này thì bây giờ thuộc dạng là đường quốc lộ rồi, còn từ phía mà số nhà bà chủ đất này đi sang bên kia là đất nó đẹp hơn nhưng mà nó lại đắt hơn các bác. Một ngàn. Tục hả? Ủa thế thì lại cao quá. Nè, đi lên đi khải này đi tao với ta bảo quấn hẳn đi ba áp. Đi khảo này cũng cái thần hát này, thương dù cũng cần áp đi à. Thì thương dù cũng cần hát. Đừng chân khảo này hướng điện thẳng người ta hát đi. Mì hơi đây thì chọn đi cắm phải, phải mì cho hướng đi bảo hướng. Mà hơi nó tháo tay thì tháo đi khải ra. Tháo đi chân là nghiêng, tháo đi thủ tổ ra hướng tí.
Cái chỗ đất này thì là vừa rồi bà có nói với cô bác là ông chủ đất sẽ làm lại cho một cái ngôi nhà mới, là chỉ cần việc vào ở thôi. Đấy, nhưng mà làm là cái nhà bằng bằng gỗ chứ không phải là bằng bê tông, là lấy là 250 triệu. Nếu mà số tiền mà 250 triệu thì gọi là mình chỉ cứ bỏ nguyên cái số tiền là 250 triệu để làm nhà thôi. Đấy, nhưng mà tôi được thấy là bề ngang thì cũng còn khá là hẹp cô bác, mới được có 6 mét thôi. Cho em mượn cái mic chút. Ông thấy là tầm độ chiều ngang 6 mét như này thì liệu liệu là có rộng rãi chưa ông? Không thấy hẹp nữa. Không thấy hẹp à? Nhưng mà nếu mà ở đây thì là có tiện vào cái ruộng của ông không? Tiền không tiền mấy, xa lắm. Nhưng mà bây giờ đây, lấy một con trâu bông ở dưới không đủ ấy. Không, nếu mà làm, nếu mà làm ấy, nếu mà làm thì không cho trâu ở dưới đấy nữa ông ạ. Không cho trâu ở dưới đấy. Chỉ còn nếu mà làm như này thì dưới này là xây cột lên, là dưới này là mình chỉ có để làm kho thôi, là không để cho trâu ở nữa. Đấy. Đúng rồi anh. Còn phần còn lại của bác thì từ đây đi xuống dưới là tầm độ là được 6 mét. Hôm nọ thì cháu Lực cũng đã đo ở phần mảnh bên này rồi cô bác. Đây thì nếu mà các bác có theo dõi được những thức phim mà cháu Lực đăng tải lên nữa cô bác, thì cũng rất là mong các bác sẽ thông cảm cho Lực về cái việc mà đi tầm đất, tìm đất đấy cô bác. Có rất là nhiều những cái bình luận là sẽ nói với cháu Lực là chậm chế, không đi tìm đất cho hai ông cháu này kia. À, nó hẹp đấy. Dạ. Đó ông Huy, thằng nái cái đang mới chiên ở lãng pha giống. Lãng pha từ lông ta cái tổ cá này đúng không? Không vận chuyển thì cả mấy bài sẽ từng tâm trước đây. Ở đây một lúc thì là thấy là bé Mạnh với lại bé Quyết là đi học về rồi cô bác ạ. Nào, Quyết, Mạnh nhá đây. Đây đây chú bảo. Đây đây. Đây đây. Nào, khoanh tay chào con các bà đi. Con chào con ông các bà. Rồi, nào, đến lượt Mạnh nhá đây. Nào, đứng đồng vào nhá, không được nghiêng đầu nhá. Nhìn ra kia. Chào các ông các bà. Nói to lên. Con chào các ông các bà. Bỏ tay xuống, nói to lên. Con chào các ông các bà. Rồi, thế lên đây là mua gì đấy? Nào, cài quay nhét vào đi. Đây này, ủa. Hồng chưa à? Con cháu nó khổ lắm nhỉ. Muốn thương. Tuột hết cả giày. Mua keo không? Anh em mình vào kia uống nước một tí anh. Đây, đi. Anh em mình vào kia uống nước một tí. Đây, có lẽ lại thất bại thêm một lần nữa rồi cô bác ạ. Chiều ngang của nó thì khá là bé, mới được có là được hơn 5 mét thôi, cho là 6 mét đi. Đấy, nhưng mà đến lúc mình làm nhà thì còn không được 6 mét. Chiều ngang các bác, còn chiều sâu thì được độ tầm là hơn 12 mét. Ôi, bà đi đâu rồi nhỉ? Thái hàng hả bà ơi? Thái hàng là đúng không? Nên nếu mà làm ở dưới cũng thế thì nếu mà vâng. Làm thì phải cho xong trước tháng mùa mưa này đấy. Tháng đấy. Vâng. Của nhà nước thì vào tháng sau cũng phải giải ngân rồi. Vâng. Đang đấy. Mày ạ. Dạ. Ăn gì mày? Quyết. Không đạt thứ ngang. Bây giờ có việc một tí thì đang sang bên thôn rồi. Đang chạy đạt thứ ạ. Đây, cho Quyết Mạnh, Quyết này, xin. Đó, đó. Vâng, vâng. Nước của nhà bà ở đây đúng không? Nước mình phải có rất là nhiều, cũng có rất là nhiều các cô bác, anh chị ở trên kênh là mong muốn rằng là làm cho hai ông cháu một cái ngôi nhà là gần đường các bác để mà buôn bán tạp hóa đấy, nhưng mà hầu như là trên
tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Ê, thưa bác, vừa rồi thì nói chuyện với lại các bác với lại các anh thì hỏi xem là phần phía trên những cái quả đồi này có bán không. Thì ở trên này thì hầu như là bây giờ là không có ai bán rồi, mà bán thì cũng rất là cao. Vừa rồi thì anh Lý có nói là chỗ này là tầm độ 100 triệu anh. Năm ngoái bảo 100 triệu này, chắc năm nay không bán đâu. Năm ngoái đã bảo 100 triệu đâu các bác. Năm nay là còn đang chuẩn bị mở đường lớn nữa. Cái này mà bây giờ mà mua cái quả đồi này 100 triệu thì chắc là múc xong thì chắc là riêng cái tiền múc có cần 100 nữa. Nhưng mà cái bên kia thì chiều ngang thì cũng 5 mét rồi á? 6 mét thôi, hay cao thôi. 12 mét đấy, chứ còn trái đâu. Nhưng mà chiều ngang của nó là cũng 12 mét. À, chiều ngang là 12 mét. Còn chiều sâu thì chắc là chiều sâu nhỉ? Chiều sâu 30 mét á. À. 12 mét thì nếu mà như ở tầm đất thành phố hay đất ở xã hay là ở huyện ấy, thì là 12 mét thì có thể là rất là rộng rãi để đủ làm nhà rồi. Đấy, có lẽ là chắc là bây giờ mấy ông cháu mình cũng đi về thôi nhỉ? Mạnh thì đi về thôi Mạnh. Em cảm ơn anh nhá. Đi về thôi. Có đi về không? Chỉ có quân quýt là đi với ông thôi các bác. Tại vì cuộc sống của Mạnh thì hầu như là từ bàn tay của ông là nuôi lớn đến thời điểm hiện tại thôi. Đấy, khu hôm nay thì đến khu bên này thì cái anh mà bán đất thôi các bác thì bảo là bán, nhưng mà bán cả nhà, cả đất thì là 150 triệu đấy. À 250 triệu. Mỗi lúc nói một giá thì còn cháu Lực gọi là còn chưa kiểu đang là chưa muốn bán mấy. Hôm nọ thì cũng có ngỏ lời là gọi điện cháu Lực rồi. Nếu mà chỗ đất ông cảm thấy là cái chỗ này thì liệu là ông có ở được không ông? Ừ, nhưng mà hẹp quá đây, không có vườn rau gì nữa. Không chỉ là đủ để làm nhà thôi, cũng không có được vườn rau gì nữa nhỉ? Không có vườn rau thì không làm mấy tiền được đâu ra mua rau mấy được. Xe thì vừa rồi là để tít dưới kia đấy cô bác. Chỗ này thì hầu như là những cái quả đồi như này thì cũng không ai bán cả. Nên nó bán họ về đào đi rồi. Đúng rồi. Đây là con anh à, anh Lý? Cháu rồi à? Con lớn 12 rồi. Con hồng 12 rồi à? Cái con gái cũng lớn hết rồi anh nhỉ? À. Hai con trai hết à? Thế em cảm ơn anh nhá. Trai đấy. Vâng anh, em cảm ơn anh nhá. Cố gắng chúc ông nhá. Vâng anh ạ. Anh Lý là anh trưởng thôn của bác ạ. Anh Lý là ở trưởng thôn à, phần phía thôn bên kia ông nhỉ? Vâng. Nó ở xóm bên kia, làng bên kia. Vâng. Có hợp tác thì hơn 130 nhà. Cái thôn của ông đang ở lại hiện tại là có tầm bao nhiêu hộ ông? 128 hộ, 100 đúng rồi, 128 hộ đấy. 128 hộ à? Vâng. Thế là cũng khá là đông đấy nhỉ? Vâng. Đây cũng lại thêm một lần nữa là cùng ông là đi tìm đất là thất bại rồi. Lấy cái gì đấy? Hả? Không cần nó. Nó có đi nào chút xíu à? Đó. Đúng. Nó hẹp à? Nhìn lại có hẹp không? Nào thôi đây. Này, phải đâu. Nhìn cái lại, hồi nãy đâu cho ba xin. Ăn đi tôi nhá, còn sâu không mua cho đấy. À, Quyết, đi nhanh lên Quyết. Nhanh. Đấy, có lẽ là bây giờ là tức là phải đưa ông để mà đi về đã, cũng đưa cả Mạnh nữa, có cả Quyết nữa. Bây giờ chắc là cho em quay phim là ở trên này thôi.
ở ra phía bên kia thì lại xa quá ông nhỉ? Vâng, xa quá. Mẹ đòi cái gì nhỉ? Cứ cầm... kia xa. Vâng. Bên kia thì xa quá thì lại xa với nhà của ông quá, xa vâng. Nhà cũ quá. Xa nhà cũ về. Bên kia có đường không hẹp, dưới cũng nương, trên nương, dưới thì dùng rồi. Vâng. Không có ai bán đâu. Nếu nếu mà bây giờ mà không có tìm được đất để mà mua đấy ông ạ, được. Thì sẽ có một phương án là duy nhất thôi là đi làm nhà ở dưới khu cho ông thôi, vâng. Làm nhà với nhà cũ thôi. Vâng. Thế nên là mạnh thì là đi sâu. Ở khu này thì cũng không có ai bán nào ông, khu này. Vâng. Khu này không ai bán. Đất này thì bây giờ là ít có người bán đúng không bác ạ? Vâng. Này toàn rừng này nó không cho phát, không cho bán được. Vâng. Cái rừng này là rừng chung hay là rừng riêng không? Rừng riêng mà rừng đó rừng sắc thông à. Lâm anh. Rừng cúm ạ. Cái rừng này là nó là thuộc là rừng chung hay là rừng riêng không? Cái rừng riêng thôi. Đây là rừng riêng đấy ạ? À? Ừ. Mấy đời người rồi, nó không cho không chặt cây nó nhiều thế này. Nên là mấy đời là không cho chặt à? Vâng. Ừ. Nếu mà mua được tầm cái quả đồi nào mà ở trên này thì mình thuê máy xúc để mà mình lấy cái mặt bằng cũng được không ạ? Vâng. Ừ. Nó không bán. Vâng. Như ở trên này nó là cái mộ ông ở trên này ấy. Trên này là vâng. Làm nghĩa địa không? Nghĩa trang ấy. Đúng rồi, bên dưới này có. À là bên dưới này có đúng không? Ừ. Đây, thưa các bác, hôm nay thì cháu được cúng đá cùng ông lại tiếp tục là đi xem đất từ các bác. Lại thêm một lần nữa, người ta lấy giá rất là cao. Và cái chỗ mà gọi là cái chiều ngang của nó thì mới được 6 mét thôi. Còn là cái chiều sâu của nó được tầm là 12 mét. Đấy, tuy nhiên là vẫn còn phải kè lên rất là cao thì nó mới có mặt bằng được. Vâng. Kè cao như này thì là nếu mà kè không chắc là sau này nó sẽ có ảnh hưởng là về sau nữa. Đấy, cháu Lực vẫn sẽ tiếp tục là đi xem đất, xem là có mà sẽ có may mắn để mà đến với ông để mà tìm được cái mảnh đất ở trên đường gần đường bê tông để mà làm các bác. Cũng có rất là nhiều cô bác còn nói với cháu Lực rằng là không còn phải đường quốc lộ đâu hay là đường bê tông như này các bác này. Đấy, nhưng mà cháu Lực với lại ông thì cũng đã đi hỏi hết rồi, thành ra là không có ai bán ấy thì mới gặp một cái trở ngại là khó khăn là cái tìm đất như thế các bác. Đấy, có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác, và cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác, ông gửi một lời chào tạm biệt tới các bác ở trên kênh không? Xin chào các bác các chị trên kênh, tôi xin chào tạm biệt. Đấy, nào bây giờ mạnh ra đây, khoanh tay chào con các bà nào. Đấy, khoanh tay. Mất cảm hứng. Khoanh tay, con chào con các bà, con chào tạm biệt. Khoanh tay này. Con chào các ông các bà. Con chào tạm biệt các ông các bà. Chào tạm biệt các ông các bà. Rồi, bye tay. Bye bye. Bye bye nào. Bye đồng mọ, cứ rắn mì. Bye tay, bye. Nào bye bye đồng hoàng đi. Có vẻ thanh niên là dối rồi. Nào Quyết chào các ông bà đi. Chào các ông các bà. Rồi.